Friday. Con bao hoa, xin chào các bạn khán giả của Đẹp 24/7. Vừa rồi Tâm đã dùng tiếng Nhật để gửi lời chào đến tất cả các bạn đấy. Tâm là một người rất là yêu thích đất nước Nhật Bản. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng bởi những phong cảnh đẹp, những món ăn ngon, mà nhắc đến Nhật Bản thì người ta không thể nào không nhắc đến những nàng geisha xinh đẹp. Và ngay bây giờ hãy cùng Tâm và bạn đi 24/7 hiểu quan những nét đẹp của những nàng geisha các bạn nhé. Geisha là biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật Bản. Nét quyến rũ nhất của những nàng geisha đấy chính là sự bí ẩn. Gương mặt thật của họ được giấu đằng sau lớp trang điểm dày trắng sứ và đôi môi đỏ. Mặc dù thường xuyên trang điểm, nhưng những nàng geisha lại sở hữu một làn da trắng đẹp và mịn màng. Người Nhật có một cụm từ riêng để diễn tả làn da của các nàng geisha, đó chính là mochi hada, có nghĩa tinh khiết, mỏng manh và mềm mại. Bí quyết chăm sóc da của những nàng geisha một thời đã trở thành cẩm nang làm đẹp của người phụ nữ Nhật Bản hiện đại và phụ nữ trên toàn thế giới. Các nàng geisha luôn tận dụng những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên để chăm sóc da của mình. Và bước đầu tiên trong việc chăm sóc da đó chính là tẩy lý vỏ chết. Những người đẹp xứ sở hoa anh đào đã sử dụng muối biển để thực hiện bước này. Muối biển là một trong những liệu trình mang đến sức khỏe khoáng trẻ trung cho làn da. Thay vì sử dụng muối biển của những tinh dầu thông thường, thì những người đẹp xứ sở hoa anh đào đã sử dụng muối biển cùng với kem sữa béo. Công thức chính là 2 thìa muối biển cộng 1 ít chút kem sữa béo. Khi hỗn hợp đã quyện đều vào nhau thì chúng ta sẽ sử dụng để quét lên da mặt các bạn nhé. Chúng ta sẽ xoa nhẹ hỗn hợp lên mặt, xoa nhẹ xoa đều để cho hỗn hợp của chúng ta khi thành phố vào da. Chúng ta sẽ để hỗn hợp khoảng 15-20 phút, sau đó sẽ rửa sạch lại bằng nước ấm. Lắp mặt nạ dưỡng da là bước không thể thiếu của những nàng geisha cũng như phụ nữ Nhật Bản nói chung để duy trì làn da luôn trắng sáng mịn màng. Và bí quyết đó chính là sử dụng cám gạo. Cám gạo rất lành tính, có tác dụng xe chất lượng chân lông, tái tạo tế bào da và xóa mờ vết thâm. Công thức đó là 1 thìa cám gạo và 1 thìa sữa chua. Và các bạn nhớ chúng ta sẽ sử dụng sữa chua không đường nhé. Khi chúng ta cảm thấy hỗn hợp xề xề thì sẽ được. Và sau khi hỗn hợp của chúng ta đã trở nên xề xề như thế này thì chúng ta sẽ bôi lên da trong khoảng 10-15 phút và sau đó chúng ta sẽ rửa sạch lại bằng nước ấm. Vậy là chúng ta đã có 2 phương pháp chăm sóc da. Các nàng geisha chỉ một bằng cách nào? Ngay bây giờ hãy cùng Tâm thực hiện phương pháp đó cùng với trà xanh các bạn nhé. Trà xanh là vua trong việc chống lão hóa, có khả năng chống viêm sưng và ngăn ngừa ung thư rất là cao. Và công thức của chúng ta đó chính là 1 bột yến mạch cộng 1 dầu bơ và nước trà xanh. Các bạn sẽ xoa lên mặt và để trong vòng 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chúng ta cứ thực hiện 1 tuần 2 lần về phương pháp này thì mụn của chúng ta sẽ giảm đi rõ rệt và da sẽ trở sáng hơn, mịn hơn. Friday. Và ngay sau đây thì các bạn hãy cùng mình xem lại công thức mà tôi đã chia sẻ cho các bạn. Các bạn ghi nhớ cửa tiền nào các bạn nhé. Mến hãy cùng Đẹp 24/7 khám phá và sáng tạo ra những phương pháp làm đẹp mới và nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn từ chương trình. Thì lại rất đơn giản, các bạn chỉ cần